Và tiếp theo chúng con xin kính mời thầy Thích Hạnh Phú và chúng con kính mời máy tịnh nguyện chuẩn bị A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa lão cư sĩ âm cùng thể chư nữ đồng tu, Hạnh Phú có một câu hỏi hỏi dùm cho một vị Phật tử ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ âm, bạn con cũng đang theo pháp môn niệm Phật và nguyện vãng sanh về Tây phương cực lạc, nhưng vẫn chưa hiểu sâu về sự buông bỏ, vì vẫn phải buôn bán để trang trải cuộc sống gia đình, và gia đình cũng nghèo nên được bạn đồng tu giúp đỡ vật chất. Bạn ấy cứ phân vân là nếu mình nhận thì có phải là mình tham hay không ạ? Và hay mặc cảm về hoàn cảnh của mình, con kính xin lão cư sĩ âm cho bạn con một lời khuyên. Hiện bạn con vẫn có mặt trên Zoom ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Buông bỏ có nghĩa là trong tâm chúng ta hiểu rằng thế giới ta bà này khổ nạn quá, thôi đi về Tây Phương càng sớm càng tốt, thích đi về Tây Phương, không muốn ở lại đây lâu nữa, gọi là buông bỏ. Chứ không phải buông bỏ là buông bỏ việc làm, bỏ học, bỏ hành, đang buông bán, bỏ buông bán đi gọi là buông bỏ. Cái đó gọi là lười biếng. Để buông cái này mà nhận thêm cái khác nữa thì không tốt. Mong cho vị hiểu chữ buông bỏ nghĩa là không chấp vào cái thế giới này. Lúc ra đi không sợ chết, người ta tới la rầy mình đừng có tìm cách để ta thù lại, đánh qua đánh lại, chửi qua chửi lại, cố chấp gì đó, gọi là buông những cái đó ra. Chứ phải buông bỏ là buông việc làm, buông ăn, buông uống. Đồ có nhiều người buông uống ăn, ăn để cho chết sớm, không phải như vậy. Còn người bạn bè của mình thấy mình khổ sở thành tâm giúp đỡ, đây không phải là lòng tham, mà do cái phước đức của mình có người bạn giúp đỡ như vậy. Mình cứ thành tâm nhận đi, cố gắng làm sau này mà nếu có thì tìm cách trả lại ơn nghĩa cho người ta. Đây cũng là điều đúng, đây cũng là điều tốt, không sao cả. Còn nếu mà thí dụ như mình cảm thấy là có thể lo được thì nói bạn mình không sao đấy, tôi còn có thể lo được. Còn thực sự nếu mà mình có điều đang giúp mà bạn bè mình giúp mình, thành tâm cảm ơn rồi thành tâm tu hành, ăn ở hiền lành đi, sau này mình làm có tiền có bạc, tìm cách trả ơn trả nghĩa lại cho người ta, thì điều này cũng là điều tốt, không nên cố chấp quá nhé. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lại.